Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Như hôm nay thời tiết Bến Tre hiện tại rất là nóng các bạn. Thì mình sẽ làm những món mà đồ uống thì giải khát cho mùa nóng ha. Với lại mình cũng bán cho khách hàng của mình luôn. Thì sẵn tiện hôm nay là mình sẽ nấu sữa bắp này. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách mình làm, mình nấu, mình bán thì mình có thể, các bạn có thể là áp dụng vào, nhưng mình nấu có thể là cho gia đình mình uống hoặc là mình bán gì đó cũng vẫn được ha. Nguyên liệu mà mình nấu sữa bắp thì mình có là 5kg bắp nè, với lại 10 bịch sữa tươi và một sữa ngôi sao Phương Nam và lá dứa và một ít muối. Thì trước tiên là mình sẽ lột cái phần vỏ bắp này ra, thì mình sẽ bỏ cái phần cái vỏ nó già, thì mình sẽ lấy cái vỏ non nặng một hồi mình sẽ nấu cái phần nước cho giúp cho cái phần nước của mình đó nó sẽ có cái độ hương bắp nhiều, với lại nước nó sẽ ngọt nhiều hơn ha. Thì cái vỏ bắp này đó các bạn, thì mình sẽ bỏ một lớp vỏ ở bên ngoài nè, thì mình sẽ lấy cái lớp vỏ trong á, rồi mình sẽ nấu cho cái nước, cái thứ nhất là nó cái hương nó cho nó thơm và nước ngọt nó cũng nhiều nữa. Chứ mình không có vỏ, mình không có bỏ hết cái vỏ bắp ha, thì mình sẽ xé hết những cái vỏ ngoài, mình xé hết cho khi mà mình thấy cái trái bắp mà nó trong, nó trắng, nó trong như vậy nè, đó là mình sẽ lấy cái phần vỏ này ha, còn cái vỏ ngoài này là mình sẽ bỏ. Còn cái rau bắp này thì mình cũng lấy luôn nha, chứ mình không có bỏ nha các bạn. Mà như cái vỏ non này á, thì mình sẽ lấy nè, một hồi á, mình sẽ rửa, mình rửa cho nó sạch với muối á, rồi mình nấu á, thì nó sẽ ngon hơn. Tại nhiều khi á, cái bắp này á, nhiều khi á, là người ta trồng không biết là có xịt thuốc hay không, cho nên nó là mình phải rửa cho nó thật là sạch lại. Nên là các bạn, thì mình sẽ lấy cái vỏ trong này á, cái vỏ non này á, thì mình sẽ để qua cái thau một hồi mình sẽ rửa ha. Còn cái rau này á, thì mình sẽ để qua bên đây một hồi, cái phần đen đen này á là mình sẽ cắt, mình bỏ bớt nha. Chứ nếu mà cái đen này mình nấu vô nữa thì nó sẽ không có ngon, nhìn cái nồi nước mình nó sẽ không có được hấp dẫn ha. Thì mình sẽ để riêng qua cái vỏ như vậy đó. Giờ là mình cứ việc mình nắm, mình xé đại như vậy, chứ mình không có cần mà mình phải lột ra từng lớp hay gì hết. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy tiếp cái phần vỏ trong này luôn. Một hồi á, cái cùi này nè, mình sẽ lặt, mình bỏ bớt nha, hồi nãy mình quên lặt luôn. Bữa nay cái móng tay của mình nó bị gãy rồi, cho nên nó là mình lột cái phần bắp á, mình bấu á là nó không có chỗ chịu. Thì như các bạn thấy á, vào cái mùa nóng này rồi á, thì thường thường á là chỉ có là uống nước thì nó sẽ ngon thôi các bạn. Nhiều khi mình ăn cơm á, mình ăn cũng không nổi nữa. Nhiều khi mình đi bán về mình mệt á, thì cái mình không có muốn ăn cơm, mình chỉ có muốn uống nước đặng cho nó đã khát thôi. Thì mình làm ra như cái sữa bắp này hoặc là cái nước mát gì đó thì uống nó cũng rất là ngon, và cái sữa bắp này uống thì nó cũng bổ nữa. Bây giờ mình sẽ rửa cái vỏ bắp và cái rau bắp ha. Và bây giờ là mình sẽ quậy cho muối tan ra, rồi mình sẽ cho vỏ bắp nè, mình cho vào. Bây giờ là mình sẽ rửa cho 2-3 nước nha, để cho nó sạch. Giờ là mình rửa xong rồi mình để qua một cái rổ cho nó ráo nước. Rồi mình sẽ bắt cái nồi nước lên bếp, rồi mình sẽ cho vỏ bắp nè, với lại cái cùi bắp vào mình nấu luôn. Bây giờ mình sẽ rửa cho nó thật là sạch nha, rửa 3 nước nha. Cái này là mình rửa từng lá luôn á các bạn. Còn cái phần rau bắp này á, thì mình sẽ dùng cái kéo á, thì mình sẽ cắt hết cái phần đen này nè, cái mình bỏ nha. Này mình thấy còn đen á, thì mình sẽ cắt tiếp, cắt cho nó thật là sạch luôn. Rồi mình cắt xong á, rồi mình sẽ để vào trong cái thau nước muối mình mới rửa cái vỏ bắp á, mình để vào. Đây, bắp á thì mình cũng đã rửa sạch rồi nè các bạn. Thì giờ là mình sẽ dùng con dao bào á, thì mình sẽ bào nha.
mình bào như vậy nè thì mình sẽ xay á nó sẽ dễ hơn, nó lẹ hơn nữa, chứ nếu mà mình sắt á thì nó sẽ lâu, mình xay nó lâu lắm tại vì nó nguyên một hộp á. Giờ mình cứ việc mình bào ở nhà, nếu mà mình nấu chè bắp hay là gì đó thì mình cũng sử dụng con dao bào như vậy nè, thì mình bào á thì nó sẽ nấu á nó sẽ lẹ hơn, hoặc là mình xay gì đó nó cũng lẹ nữa. Thì cái cùi này á thì mình sẽ nấu cùng với lại vỏ bắp với lại cái rau bắp ha, nấu đặng cho nó ra cái nước ngọt đó với lại cái hương cho nó thơm cho nó nhiều nữa. Giờ mình cứ việc mình bào cho đến sát sát cái phần cùi nè đó. Còn không nếu mà nhà mình không có dao bào á thì mình dùng con dao mình cắt cũng được. Rồi thì giờ là mình sẽ bào tiếp, bào tiếp khi nào cho đến hết bắp thôi. Hôm nay nhà mình nấu là tới 5 kg bắp lận, tại vì cũng có một số khách dặn đó, cho nên đó là mình sẽ làm mình bán luôn. Nước thì bây giờ mình cũng bắt sẵn nè, thì trái bắp thì mình sẽ bẻ ra làm hai như vậy, đánh giúp cho cái phần nước ngọt, cái hương bắp á cho nó mau ra các bạn nè. Đó giờ mình cứ việc mình bẻ rồi mình thả vô đại nha. Rồi mình sẽ để cái rau bắp nè với lại cái vỏ bắp mình để vào mình nấu luôn. Bây giờ là mình sẽ để luôn cái phần rau bắp nè với lại vỏ bắp. Cái nồi này nó hơi nhỏ quá, mình sẽ nhấn xuống. Và bây giờ là mình sẽ hầm cái nước bắp này nè, hầm cho mình hầm khoảng nửa tiếng nha. Mình hầm nửa tiếng đặng cho thứ nhất là cái vỏ bắp này nó ra cái chất ngọt hết á, rồi mình mới tắt bếp nha các bạn. Cái này mình không có để lửa lớn nha, mình để lửa nhỏ nhỏ thôi. Rồi bây giờ là mình cứ việc mình để mình hầm, mình nấu khoảng nửa tiếng là được ha. Một hồi là mình sẽ chắc mình xớt qua cái nồi lớn quá, tại vì cái nồi này nó nhỏ xíu ha. Cái nồi nước này á là từ nãy giờ á thì mình nấu cũng được 40 phút nè các bạn. Bây giờ cái hương á nó rất là thơm. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn ha, rồi mình sẽ chờ cho cái nước bắp này á cho nó nguội nguội bớt rồi mình mới lấy cái nước này á là mình sẽ xay nha. Còn cái này thì mình sẽ cùi nè, với vỏ nè, với rau bắp thì mình sẽ bỏ hết. Một hồi là mình sẽ lược á, mình lấy cái phần nước trong thôi chứ sợ nhiều khi nó còn ba cái cặn á. Nè các bạn thấy nè, khi mà mình nấu là cái hột bắp nè ti nè nó ra nè đó, thì một hồi mình sẽ lược luôn ha. Nước bắp á mình nấu nó cũng đã nguội ha, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình sẽ xay cái phần bắp luôn. Thì mình sẽ lấy cái giá nè, mình sẽ múc bắp vào trong cái máy, mình cũng xay từ từ thôi chứ mình không có xay nhiều nha. Rồi thì bây giờ em thì bây giờ là sẽ cho cái nước bắp này vào trong cái máy xay và đặng mình xay cho nó nhuyễn ra. Mình xay lại cho cái nước nó hơi kha khá ha. Bây giờ thì mình sẽ xay cho cái phần bắp á cho nó nhuyễn ra, và sau đó thì mình sẽ dùng cái túi lược, đặng một hồi là mình sẽ lược qua bên một cái túi đó thì mình sẽ bỏ cái phần xác lại nha. Thì bây giờ mình sẽ đổ vào trong cái túi lược này ha. Đó, giờ mình cứ việc mình xay bao nhiêu thì mình sẽ lược bấy nhiêu. Thì mình xay khi nào mà cho đến hết cái phần bắp nè với lại nước. Giờ mình sẽ cho tiếp. Thì con gái mình nó sẽ cầm cái túi lược này. Bây giờ là mình sẽ xay tiếp một hồi là mình sẽ dắt, để cho nó rõ hết cái phần nước đi rồi mình sẽ dắt sau. Bây giờ đó là mình sẽ dắt ha, dắt cho cái xác bắp á cho nó ráo thiệt là ráo luôn. Đó, giờ là mình cứ việc mình dắt. Bây giờ nước á nó nguội rồi cho nên nó là mình dắt thoải mái. Còn nếu mà mình xay cái nước mà còn nóng á, thứ nhất mình sợ cái máy mình nó nóng quá, với lại khi mà mình xay rồi á mình dắt á
cũng không được nữa, tại vì nóng quá là mình dắt không có được ha. Giờ mình sẽ dắt thiệt là ráo luôn. Còn cái xác này thì mình sẽ để qua một cái thau, một hồi cái mình sẽ xay lại một lần nữa, xay cho nó nhuyễn, thiệt là nhuyễn luôn nha các bạn. Nè các bạn thấy nè, khi mà mình xay nè, nó cũng chưa có nhuyễn gì mấy ha, nó còn cái vỏ bắp á, thì giờ mình sẽ để qua cái thau này. Và bây giờ mình sẽ xay tiếp, rồi một hồi là mình sẽ luộc tiếp nha. Bắp á, thì mình cũng đã dắt ra xong hết rồi ha. Thì bây giờ là mình cũng bắt cái nồi lên bếp nè. Thì bây giờ là mình sẽ cho sữa đặc vào ha. Thì bây giờ là mình sẽ cho là hai hộp sữa Ngôi Sao Phương Nam vô ha. Thì cái bịch nguyên một cái hộp này nó là 3 lon các bạn, cho nên là mình sẽ lường, mình sẽ chừa lại là 1 lon nha. Đường thì mình sẽ một hồi là mình sẽ nêm nếm các bạn, chứ nếu mà mình để vô đại thì nhiều khi cái sữa, cái đường nó ngọt quá thì mình uống nó rất là ngán, tại vì sữa nó đã béo rồi, mình để đường nhiều quá uống nó cũng ngán nữa. Với lại lúc gà á là mình thấy là người ta không có chịu ngọt nhiều, cho nên là mình sẽ nấu như là vừa tầm thôi, lên lớn thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt luôn sữa tươi nha. Sữa tươi là mình sẽ cắt hết vào cho là 10 bịch luôn, ăn giúp cho nó có cái độ béo á. Bây giờ cái nồi sữa của mình nó rất là thơm đó các bạn. Một hồi là mình sẽ cho luôn lá dưới vào, mình để sữa hết đi rồi mình sẽ cho lá dưới vào luôn. Thì bây giờ là mình sẽ cho thêm là nửa ký đường ha. Thì hồi nãy giờ là mình nêm nếm là tổng cộng là mình cho là hai hộp sữa Ngôi Sao Phương Nam và 10 bịch sữa tươi và nửa ký đường. Thì mình sẽ để mình hồi sẽ cho chờ nước nó sôi lên rồi mình sẽ nêm nếm lại, chứ để nhiều khi ngọt quá thì mình uống nó cũng không được ngon. Bây giờ mình sẽ cho một bó lá dứa vào, với lại mình sẽ cho một ít muối còn lại nè, cho ít thôi tại thấy muối này còn nhiều quá. Rồi bây giờ mình sẽ chừa muối này lại ha. Thì bây giờ mình sẽ quậy lên, mình đợi cái nồi sữa này, sữa bắp cho nó sôi lên, rồi sau đó thì mình sẽ nấu thêm 15 phút nữa các bạn, để giúp cho cái phần bắp á cho nó chín nha. Các bạn thấy nè, nồi sữa quá trời, giờ nó thơm lắm các bạn, tuy rằng nó chưa có sôi nhưng mà nó rất là thơm, tại vì là mình cái vỏ bắp này với cùi bắp mình nấu lên rồi, còn cái cơm bắp á thì mình cũng đã xay ra nữa, cho nên là cái mùi nó rất là thơm. Thì sữa bắp á, là mình nêm nếm á, thì tùy theo khẩu vị nhà mình uống nha. Thì như ở nhà mình thường thường là uống cũng ngót ngót thôi, chứ cũng không có mà uống ngọt nhiều. Tại vì sữa mà mình uống ngọt nhiều quá thì nó sẽ mau ngán lắm ha. Đây, thì hôm nay á, thì em sẵn em làm em bán như vậy đó. Thì anh chị ở Bến Tre thì cũng ủng hộ cho vợ chồng em nha. Đây, lá dứa hồi nãy là em bó một bó vậy nè các bạn. Thì như cái em khuấy đều từ nãy giờ vậy nè. Nếu mà mình không khuấy thì sợ cái phần tinh bột nó lắng ở dưới đáy nồi thì sợ nó bị khét nên sẽ không được ngon. Cho nên đó, em đứng em khuấy. Bây giờ cái lá dứa em bó lại giờ nó bung ra luôn đó. Thì một hồi thì mình sẽ vớt cái lá dứa ra. Bây giờ là em sẽ đợi cho cái phần nước bắp này, sữa bắp này cho nó sôi lên khoảng chừng là 15 phút nữa thì em sẽ tắt bếp, rồi em sẽ chờ cho nó nguội thì em sẽ vô chai nha. Thì sữa bắp á, là mình cũng đã nấu thêm được là 15 phút rồi nè các bạn. Thì mình nêm nếm là cũng vừa uống rồi. Thì giờ mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ chờ cho sữa nó nguội, rồi mình sẽ đóng vào chai rồi mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh ha. Thì bạn nào Bến Tre á, alo cái là rồi mình là sẽ có là mình đi giao liền ha. Đây, bạn thấy nè, bây giờ cái sữa nó rất là thơm, uống nó cũng rất là bổ dưỡng nữa. Ví dụ như tối á, nhiều khi á, tối mình hay đói bụng ban đêm á, thì mình có sữa bắp để trong nhà như vậy nè, thì mình uống nó cũng no nữa, không cần phải mà xuống lục cơm nguội hay là gì hết á các bạn. Sữa bắp thì bây giờ cũng đã nguội nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ đóng vào trong chai ha. Một hồi là mình sẽ làm ra một ly mình sẽ uống thử thôi. Đây, thì ở nhà mình bán thì vào cái chai như vậy.
Giờ là mình sẽ dùng cái ca là mình sẽ quậy lên, quậy cho đều lên, rồi sau đó thì mình sẽ cho vô chai. Thì hôm nay cái con gái mình nó đúng lúc là nó đi học mới về luôn, thì mình sẽ nhờ nó đóng nút vô trong chai dùm cho mình ha. Như mỗi lần mà mình múc vô chai gì các bạn, thì mình sẽ dùng cái ca mình sẽ quậy như vậy ha, để giúp cho cái phần sữa nó cho nó đều đều với nhau. Thì bây giờ là mình sẽ rót cho hết cái sữa vào chai thôi. Đó, nhưng mà mình múc mình rót thì nó rất là thơm các bạn. Cái này là để vào trong ngăn mát tủ lạnh nó uống rất là ngon. Thì cái sữa này thì mình bảo quản cũng được là khoảng 1 tuần đó các bạn. Thì sữa bắp thì mình cũng đã đóng vào trong chai hết à, thì mình cũng có để vào một ít ở trong ngăn mát tủ kem rồi đó các bạn. Thì như các bạn có muốn dùng thử thì các bạn hãy ví dụ như là mình có thể là đặt hàng qua bên cái kênh Tôi Là Người Bến Tre của mình ha. Hoặc là bạn bè nào, chỉ có bạn bè nào ở Bến Tre thôi nha các bạn. Nếu mà xa quá thì mình ship không có tới nha. Nếu mà ship bên Sài Gòn thì mình sợ là nhiều khi mình để là cái độ lạnh, độ nóng của sữa, nhiệt độ bên ngoài á, mình sợ sữa thì nó sẽ thiêu ha. Cho nên nó là mình chỉ ship được ở trong là nội ô thành phố Bến Tre thôi. Thì như là sữa bắp này á, thì các bạn có thể là mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh nè. Tối tối thì nhiều khi trời thời tiết nó hơi nóng đó, thì mình có cầm ra một chai về thì mình uống cũng rất là mát nữa. Ví dụ nếu mà các bạn mà muốn uống mà ngọt, tại vì hiện tại là mình làm là mình để vào ngăn mát mình uống trực tiếp luôn, chứ mình không có để đá nha. Nếu mà các bạn mà muốn uống mà dạng để đá thì các bạn có nấu thì mình sẽ nấu cho cái lượng đường cho nó ngọt hơn tí xíu, thì mình còn cho đá vào nữa thì nó vừa nha. Thì mình cũng có gót ra sẵn một ly như vậy, thì mình cũng đã để vào trong ngăn mát tủ lạnh tí xíu rồi. Bây giờ là mình sẽ dùng thử thôi, tại vì thời tiết đang rất là nóng các bạn. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn dùng thử với gia đình mình nha. Sữa thì mình uống nằm thấy là nó có độ béo, độ thơm rất là ngon các bạn. Với lại sữa thì cũng vừa uống nữa, chứ nó không có ngọt nhiều. Nếu mà mình làm ngọt nhiều quá thì sữa của mình uống nó rất là ngán. Thì như là mình cũng có một số khách đó là cũng muốn hỏi là cái sữa bắp này á các bạn, thì cho nên nó sẵn tiện hôm nay là mình làm là mình bán. Với lại mình cũng muốn chia sẻ cái cách nấu cái sữa bắp này, có các bạn có thể là nấu ở nhà uống cũng rất là ngon ha. Thì mình cũng có tình cờ là mình xem được một bạn comment khi mà nấu cái sữa mà tại sao mà nó bị tách nước đó các bạn. Thì mình nghĩ tại vì hồi nào giờ mình nấu thì mình chưa có gặp trường hợp đó, cho nên là mình không biết nha. Nhưng mà mình chỉ suy nghĩ thôi, nhiều khi là mình cho cái lượng nước nhiều quá thì cái bắp nó ít quá đi, cho nên là mình nấu thì cái lượng nước nó sẽ bị tách nước thôi, bị tách nước thôi chứ không sao đâu. Ví dụ mình cho thêm sữa tươi hoặc là sữa đặc gì đó thì sẽ cái lượng sữa nó sẽ hòa chung với nhau thì sẽ không có bị tách nước nữa ha. Thì video của mình nó sẽ kết thúc tại đây. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích tết thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Nếu bạn nào ở Bến Tre nhớ uống ủng hộ giùm cho mình nha. Xin chào cả nhà.